ok là thử công lực của mình. Để các bác cùng trải nghiệm với anh Phương về một dàn loa mẫu chân dài. Rất nhiều loa đang có tại trung tâm điện tử anh Phương. Trong đó có những modem mà anh Phương bán giao lưu rất là tốt về giá thành. Trước mắt các bác là ba cặp loa JBL 2 bát 40 neo và 1 chép neo. Đây là một trong những modem dành cho những bác mà có phòng không gian rộng, muốn nghe những cái giải âm tần nó đầy đủ, không cần chơi súp nó đã đủ hay. Đó chúng là dòng loa JBL 525. Hàng thì rất là đẹp mắt. Trong đó có những đôi loa mà chưa qua sử dụng ở Việt Nam, có những đôi loa là đôi loa bái. Giá thành thì trong thời điểm này các bác mua là quá tốt. Càng gần về Tết thì hàng càng hiếm, giá thành càng lên. Cho nên là trong thời điểm tháng 10 này là thời điểm mà các bác đi mua âm thanh hợp lý nhất. Đừng để cận kề Tết, có khi là các bác lẽ ra là mua 5-3 triệu thì có thành mua 6-7-8 triệu. Bởi vì lúc đấy hàng khan hiếm thì đầu mối người ta sẽ nâng giá lên rất cao. Ba cặp loa trước mắt các bác đó là 525. Dòng loa này thì công lực của nó tầm rơi vào từ 500 đến 700W một quả. Về âm sắc của nó thì cái giải bát nó đánh ở cái quả bên dưới này, bên trên này đánh giải trung trầm, còn bên trên nữa đó là giải chép, quả chép neo. Nói về loa 525 là một trong những dòng loa mà cho tiếng bát mềm mại, giải trung âm dày ấm. Bởi vì nó là dòng loa 3 đường tiếng mà trên hệ thống phân tần người ta đã chia quay ra rồi, cho nên là khi mà chúng ta chơi, chúng ta cảm nhận thấy rằng là loa này nó đều tiếng, chứ nó không hụt như dòng loa 2 đường tiếng. Và lợi thế của nó, đó là dòng loa 2 bát 40. Các bác nghe thấy rất là ấm cúng đúng không? Không cần chơi súp, cực kỳ mới đẹp. Đây. Rất mới đẹp các bạn. Gần như là không có vết gì để các bác phải suy nghĩ về loa này. Hàng nhà anh Phương thì lúc nào nó cũng đẹp, nó tươi. Để các bác trưng bày trong phòng khách nó chuẩn chỉ. Gần như mới luôn. Tất cả chuẩn chỉ. Loa nào cũng đẹp. Không đẹp thì không có cơ hội vào cửa hàng của anh Phương được. Hiện tại thì giá của những cặp loa này nó đang có giá rơi vào tầm 34-35 triệu một cặp. Rất rẻ đúng không các bác? Trước đây em nhớ có thời điểm là loa này nó lên đến tầm 38-40 triệu một cặp này mà không có hàng để bán. Bây giờ thì giá thành nó này rẻ hơn rất nhiều, thậm chí bọn em còn phải bán lỗ. Đấy. Ví dụ như đôi này, hai đôi này thời điểm nhập cao nhập nó lên đến 36.500.000 đồng mà lúc đó bán là 38 triệu. Đấy, thực ra bán một đôi loa chỉ được 500, hơn 500 một chút thôi,
chứ không được nhiều. Và đến thời điểm này thì lại bán lỗ, nhập 36 triệu rưỡi về đến cửa hàng. Và bây giờ thì lại bán cho các bác với giá rơi vào tầm 35 triệu. Lỗ vẫn bán các bác, bởi vì là bán để giao lưu, bán để trôi hàng. Bác nào đầu tư đến gặp Loa nào thì alo cho em với số máy 097 1998 555. Xin gửi lời cảm ơn chân tình tới tất cả các bác đã theo dõi video. Mọi chi tiết mua sắm xin gọi cho em với số máy 097 1998 555 các bác nhé. Giá của những cặp loa này em báo lại này, 525 hiện nay giá chỉ có 35 triệu một cặp. Rẻ hơn trước đây rơi vào tầm 3 đến 4 triệu rồi các bác. Và trong đó có hai cặp em còn đang bán lỗ. Bán lỗ 1 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.